Em xin kính chào quý cô chú anh chị yêu thích mai vàng, đam mê sưu tầm bonsai cây kiểng trên cả nước đang xem kênh Cuộc Sống Cần Thơ Hậu Giang ạ. Và hôm nay thì em xin chia sẻ cùng cô chú anh chị mình vườn mai của chị Ngọc Quyền ở Trà Lách Bến Tre luôn cô chú nha. Vườn của chị thì chuyên về cúc thọ hương nha cô chú. Cây phơm lùng lực có, hàng bonsai để bàn ha, phơm cao có hết cô chú anh chị. Dạ, cây thì đã già bo hết trơn rồi cô chú, mình có thể lấy bo ghép nhân giống được liền ha, hoặc là mình dưỡng lại chơi Tết năm 2023 luôn ạ. À xin lỗi 24. Dạ, cây trực tàn thông có ha cô chú, thân lắc lượng luôn ạ. Cúc tây thi, cúc thọ hương với lại cúc đọt đỏ, cúc vua luôn ạ. Cô chú anh chị mình ưng ý liên hệ trực tiếp với số điện thoại của chị Ngọc Quyền giúp em luôn ạ. Dạ, em xin phép đưa tiếp luôn quý cô chú ha. À, em xin chào chị Quyền ơi. Chào chị, chào quý anh chị cô bác gần xa đang theo dõi kênh Cuộc Sống Cần Thơ Hậu Giang. Hôm nay em xin chia sẻ mai để mình lấy bo làm giống hoặc là để chơi Tết năm 2024. Dạ. Mong mọi người ủng hộ clip em. Số điện thoại của em là 0368274590, thì cũng là số Zalo của em. Dạ. Lần đầu tiên giao lưu trên kênh Cuộc Sống Cần Thơ Hậu Giang, có gì sai sót mong quý cô chú anh chị mình yêu thương ủng hộ cho chị Quyền nhé cô chú anh chị. Dạ, và mình vô đầu clip luôn ha bà chủ. Mã số H. Dạ. Đầu clip là mã số 1H cô chú anh chị nha. Một cây thảo hương già mùa ha bà chú. À đúng rồi, cây hò hương. Dạ, cây dáng trực tàn thông nha quý cô chú. Hàng già mùa, cái chọc ghép này nó chập bá lửa nó muốn liền luôn rồi cô chú anh chị. Cây thì đang đi cơ đọt mạnh luôn nha. Rồi cây này nở đế nha quý cô chú anh chị. Em xin số đầu hoành luôn nha bà chú. Hoành là 15. Dạ 15 hoành. Chiều cao là 107. Dạ. Tán ngang. Tán ngang là 50. Cây mã số cúc thọ hương 1H. Xin giao lưu giá 1.400.000 em bao ship. Dạ 1.400.000 nha quý cô chú anh chị, cây tàn thông mà hàng già mùa luôn ha. Mã số 2H cũng 2H. Là một cây cúc thọ hương. Thọ hương luôn cô chú, mà cây này thì phơm lùng lực hơn xíu ha cô chú anh chị. Cũng là hàng già mùa nha, đang đi cơ đọt rất là mạnh, lá bóng lưỡng luôn á cô chú. Nở cũ luôn nha cô chú anh chị. Rồi em xin số đo luôn nha bà chủ ơi. Hoành cũng là 15. Dạ 15 luôn nha quý cô chú. Keo là 82. Tán ngang là 50 luôn. Cây mã số 2H, cây cúc thọ hương em xin giao lưu là 1.300.000 em bao ship. Dạ 1.300.000 nha quý cô chú anh chị. Mã số 3H. Mã dạ, cây này mã số 3H nha cô chú. Thọ hương hàng già mùa mình ôm tàn lại, nó vô phơm tàn thông hết trơn rồi cô chú anh chị ha. Cái chọc ghép to trên này nó kéo nhựa liền lạc luôn á cô chú anh chị. Rồi đế thì có đế nha. Rồi em xin số đo luôn nha. Mình thân là 15. Dạ rồi. Chiều cao là 97. Tán ngang là 50. Cây họ hương mã số 3H, em xin giao lưu là giá 1.500.000. Dạ 1.500.000 nha quý cô chú anh chị, hàng già mùa con tàn ha. Mã số 4H cũng có là một cây cúc họ hương. Em này thì cũng tàn thông nhưng mà tầm trung hơn hết cô chú anh chị. Hàng già mùa nha. Trời, cái cũ nó mượn. Cái bằng cắt ở trên này kéo nhựa nó liền luôn đó cô chú, hàng này mình trồng đất là ngon lành luôn à. Cây này củ bự nha quý cô chú, nhỏ củ ha, trái đều. Rồi em xin số đo ha. Mình thân ở đây là 15. Dạ. Đo cái hoành củ không? Dạ đo luôn, đo thử chị. Hoành củ là 38. Dạ. Chiều cao là 85. Tán ngang là 45. Cây họ hương mã số 4H.
4 triệu 4 rồi, em bao ship luôn. 1.400.000 nha quý cô chú anh chị, mã số 4H 5H. Rồi, là 5H. Một cây cúc thọ hương. Em này form khá là cao nha cô chú anh chị, nhưng mà cái tàn thì đi cơ đọt đều tàn hết trơn luôn ha. Cái khoảng cách mình ghép bo nó rất là khít nên mau kính tàn lắm nha cô chú. Chọt ghép liền. Rồi, đế có đế luôn á cô chú anh chị. Rồi, em xin số đo luôn ha. Mình thân là 16. Dạ. Cao 1m1. Tán ngang là 50. Cây thọ hương mã số 5H. Dạ, mã 5H. 1.500.000. 1.500.000 nha quý cô chú anh chị. Mã số 5H cúc thọ hương hè già mùa luôn nha. Rồi, cũng là một cây cúc thọ hương, cây này thì nhỏ. Cái form nó tròn như trái banh luôn vậy đó quý cô chú anh chị. Tàn thì khích nghịch luôn ha, đang đi cơ đọt cái lá bóng lửa rồi cô chú anh chị. Cái chọt ghép là đã liền lạc mấy cái bo ghép hết trơn rồi cô chú anh chị, kéo nhựa mạnh luôn nha. Dạ, rồi em xin số đo luôn nha. Mình thân ở đây là 15. Dạ. Cao 52. Tán ngang là 48. Cây thọ hương mã số 6H. Em xin giao lưu là 1.000.000. Dạ, 1.000.000 chẳng luôn á quý cô chú anh chị. Tiếp theo cây mã số 7H nha quý 7H. Cô chú. Cũng là một cây cúc thọ hương. Dạ, form để bàn nha cô chú anh chị. Mà hàng già mùa ha. Mình ghép được 4 chọt ghép nha cô chú. Dạ rồi, em xin số đo ha. Hình thân ở đây là 14. Dạ rồi. Củ được 30. Vành đế. Cao 50. Tán ngang là 42. Cây họ hương mã số 7H. Giao lưu là giá 900. Dạ rồi, 900 nha cô chú. Cây này cái tàn mà đi Tết hay ra thêm 3-4 cơ đọt nữa là tàn này lớn lắm cô chú anh chị. Rồi, em đổi nha. Mã số 8H là một cây cúc họ hương luôn. 500. Rồi. Hữu Đức hả? Xin lỗi, cây giả Hữu Đức. Giả Hữu Đức. Mã số 8H. Cây giả Hữu Đức ghép gốc nhớt hàng già mùa luôn quý cô chú anh chị. Cái gốc nó lên xù da me luôn rồi cô chú anh chị nha. Cái củ bự cho bá nữa luôn. Liền lạc hết rồi, không thấy mắc ghép luôn nha cô chú. Rồi em xin số đo luôn nha bà chủ ơi. Hoành ở đây là hoành cũ. Hoành cũ là 17. Dạ. Thân ở đây là 10. Dạ. Chiều cao là 48. Tán ngang cũng là 48 luôn. Cây mã số 8H. Xin giao lưu giá là 500. Dạ 500.000 nha quý cô chú, mã số 8H. Số 9H là cũng là một cây cúc thọ hương. Dạ hàng mini nha cô chú anh chị, mà cái tàn nó vượt dài cho cô chú mình lấy bo được nhiều lắm luôn ha. Hiện tại thì cây này mình ghép cũng được 4 chọt ghép. Rồi em xin số đo luôn nha. Hoành là 13. Dạ rồi, 13 hoành. Cao là 71. Tán ngang là 70. Cây mã số 9H. Em xin giao lưu là 450. Dạ. Bao ship luôn. Cúc họ hương 450, mã số 9H. Mã số 10H cũng là một cây cúc họ hương. Dạ. Tàn ấm tàn nha quý cô chú anh chị. Cây này mình ghép cũng được 2-4-5 chục ghép ha. Bo già nha cô chú. Rồi em xin số đo nha. Hoành ở đây là 9. Hoành cũ là 27. Chiều cao là 59. Tán ngang là 64. Cây thọ hương mã số 10H. Em xin giao lưu là 400. Dạ, 400 nha cô chú anh chị. Giờ mình lấy bo ghép được liền luôn ha. Bo già hết trơn. Mã số 11H là một cây cúc thọ hương.
Rồi cái này cái tàn dược dài lắm rồi quý cô chú anh chị. Mình ghép chỉ có một bo thôi nha cô chú. Bo bự bằng ngón trỏ em ha. Rồi em xin số đo luôn nha. Mình là 10. Đây rồi. Chiều cao là 76. Cái ngang là 74. Rồi tăng cái âm lượng lên xíu chứ. Số 11H. Dạ 11H. 450. Dạ 450 nha cô chú anh chị. Trời. Nó mã số 12H. Là một cây cúc thọ hơn. Đây ạ. Dạ. Cây cúc Tây Thi. Dạ cúc Tây Thi nha quý cô chú. Cây này mình ghép qua chỉ có 3 bo thôi nhưng mà cái tàn nó dược dài lắm luôn đó cô chú anh chị. Rồi, em xin số đo ha. Hoành là 9. Chiều cao là 84. Tán ngang là 70. Cây cúc. Dạ cúc Tây Thi nha quý cô chú. Xin giao lưu dạ là 400. Em bao ship. Dạ 400 nha quý cô chú anh chị. Học em cúc Tây Thi. Mã số 13. 13H nha cô chú. Cây cúc hoàng đế. Dạ, một em cúc hoàng đế mà bo già lắm đó cô chú anh chị. Mình ghép cũng được 4 chồng ghép ha. Vậy cô chú anh chị mình lấy bo nụ ghép cho nó mạnh nha cô chú. Đế nó quái quái luôn nha. Rồi em xin số đo luôn nha. Hình thân ở vị trí này là cũ là 19. Dạ. Ở trên thân là 11. Cao là 58. Tán ngang là 62. Cây hoàng đế này em xin giao lưu giá là 500. Dạ 500 ngàn nha cô chú. Cây này mình lấy ha, vài chục bo là thoải mái luôn á cô chú anh chị. Mã số 14H. Cây này nhiêu tiền chị Hải? À, 14H nha quý cô chú anh chị. Cũng là một cây cúc thọ hương. Phôm lùng liền cây này về cô chú mình chỉ lấy mình bo, lấy bo cũng khá là nhiều nha. Mình ghép chỉ có 2 chục ghép thôi mà tàn ấm á nha cô chú anh chị. Rồi em xin số đo luôn nha. Hình thân là 12. Keo. Cao là 44. Tán ngang là 67. Cây cúc thọ hương này anh xin giao lưu giá là 400. Dạ rồi 400 ngàn nha quý cô chú. Cây mã số 15H. Là một cây cúc đọt đỏ. Dạ cúc đọt đỏ nha quý cô chú anh chị. Cây này về cô chú anh chị mình lấy bò được nhiều ha. Cái đế cây này cũng đẹp lắm nha quý cô chú anh chị. Rồi em xin số đo luôn nha. Mình cũ là 33. Mình thân là 13. Cao lên luôn hả? Chiều cao là 38. Tán ngang là 68. Cây cúc đọt đỏ này em xin giao lưu giá là 450. Dạ, 450 nha cô chú, hàng mini nhưng mà đế đẹp ha. Mã số 15H. 15 hay 16? 16 nha cô chú anh chị. Là một cây cúc thọ hương. Ghép được 2 bo tàn dược dài luôn đó cô chú anh chị nha. Rồi, 2 bo lớn luôn nha. Em xin số đo luôn ạ. Mình thân là 11. Cao là 52. Tán ngang là 79. Cây cúc thọ hương này em xin giao lưu là 400. Mã số 16H. Dạ. Mã số 17H. Là một cây cúc thọ hương. Mã số 17H nha cô chú anh chị. Cúc thọ hương cây phơm cao mà thân lắc luôn nha. Cây này thì vẫn chưa con tàn nha quý cô chú. Tàn nó còn dài thượt lượt luôn á, bo ghép mình ghép nhiều bo.
Dạ, rồi, em xin số đo luôn ha. Mệnh thân là 14. Dạ. Chiều cao là 105. Tán ngang là 72. Cây thọ hương mã số 17H. Em xin giao lưu giá là 1.300.000, em bao ship. Dạ, 1.300.000 nha quý cô chú anh chị. 18H. Cũng là một cây cúc thọ hương. Dạ, một cây dáng trực phôn tàn thông ha cô chú. Cái tàn nó vượt dài lắm cô chú, mình chị mình lấy cái khoảng 1-200 bo là thoải mái luôn cô chú nha. Dạ, mình ghép đều tàn hết trơn rồi đó cô chú anh chị. Rồi em xin số đo 3 vòng luôn hết trơn. Cây này quạnh thân là 20. Dạ rồi, 20 quạnh thân cao nhỉ. Chiều cao là 1m3. Tán ngang là 74. Cây mã số 18H. Cây thọ hương em xin giao lưu là 2.200.000. Bao ship cho anh chị với cô bác luôn. Dạ, 2.200.000 nha quý cô chú. Cây này bo về luôn ha. Mã số 19H. Cũng là một cây cúc thọ hương. Dáng trực tàn thông mà phân cao nha quý cô chú. Cái tàn nó vượt cũng rất là dài luôn rồi ha. Cái chột ghép hiện tại là cả từ cái điếu thú ăn lên ngón tay út nha quý cô chú anh chị. Mà cắt ở trên này nó kéo nhựa mạnh lắm luôn à. Rồi, đế thì nó gom một củ não luôn cô chú anh chị nha. Em xin số đo luôn nha chứ. Củ não nha. Hoành cũ là 38. Dạ. Hoành thân là 17. Dạ. Chiều cao là 132. Cái tán ngang nó bự. Tán ngang là tới 120. Cây cúc thọ hương. Dạ, một em mã 19H, em xin giao lưu là 1.900.000. Dạ, mã số 19H nha cô chú, cũng là 1.900.000 luôn nha. Cây này giá dễ nhớ luôn nha. Dạ, rồi em đổi luôn nha bà chủ ơi. Cây 20. Mã số 20H. Mã số 20H. Một cây cúc đại đó. Dạ, cúc đại đó mà cái tàn này nó già, nó vượt dài lắm mà cô chú chị bo già luôn ha. Cái bo ở trên này nó cỡ bằng cái ngón giữa em luôn á cô chú anh chị. Tàn thì mình ghép vào khoảng cách cái bo ghép nó rất là khít ha. Nguyên cái co lắc luôn à. Dạ rồi em xin số đo luôn nha. Mình thân ở vị trí này là 16. Dạ 16 hoành. Cao. Cao là 132. Tán ngang là 83. Cây đại đó mã số 20H. Xin giao lưu giá 1.300.000. Dạ. 1.300.000 nha cô chú anh chị. Dạ. 21H. Là một cây cúc thọ hương luôn. Em phun cao thân lắc nha cô chú anh chị. Tàn thông mà thân lắc, đế nó gom củ nở luôn ha. Đang đi cơ đọt rất là mạnh, hàng này già mùa mình con tàn lại đó cô chú anh chị. Trời, đế thì nó gom một củ nở luôn cô chú anh chị ha. Dạ em xin số đo luôn nha. Hoành cũ là 42. Hoành thân là 17. Chiều cao là 1m1. Tán ngang là 64. Cây cúc thọ hương mã số 21H. Em xin giao lưu là 2.400.000. Dạ 2.400.000.
Cây này nó Tết nay nó đi thêm 3-4 cơ đọt nữa là cái tàn kín mít luôn nha cô chú anh chị. Rồi em đổi luôn nha. Số 22H1 cây 22. 22 22 hát một cây cúc thọ hương. Dạ, cái thọ hương này khá là cao luôn đó cô chú anh chị. Tàn thông mà phơm keo luôn nha. Cái tàn nó thả dược dài lắm đó cô chú nha. Ôi này cao dữ vậy sao bớt. Cái này về mình ghép bo nụ là ok luôn cô chú nha. Thân á thì nó lắc à. Dạ rồi em xin số đo luôn nha. Mình thân ở vị trí là 21. Dạ. Chiều cao là 1m4. Dạ. Tán ngang là 80. Cây thọ hương mã số 22H em xin giao lưu giá là 2,5 triệu em bao ship luôn. Dạ 2,5 triệu một em thọ hương bo già mà phun cao nha quý cô chú. Cây này thì mình lấy được siêu bo luôn nha. Một cây thanh tân. Dạ một cây cúc vụ thanh trân mã số 23H nha quý cô chú. Cây này về cô chú anh chị mình lấy bo cũng được liền luôn rồi ha. Nó lên da lương hết trơn đó cô chú. Chọt ghé nó to và nó tốt luôn nha. Thân thân đắt luôn nha quý cô chú anh chị. Rồi em xin số đó ha. Đế thì nó nở cũ nha quý cô chú. Rồi đo ngược. Mình cũ là 35. Dạ. Mình thân là 15. Cây này cao là 78. Tán ngang là 75. Cây cúc phượng thanh tân này mã số 23H em xin giao lô là 1,5 triệu. Dạ, 1,5 triệu nha cô chú anh chị. Cúc phượng thanh tân ha. Cây lấy bao cũng được khá nha cô chú. Mã số 24H. Một cây cúc thọ hương. Dạ, thọ hương cây này hàng già mùa con tàn nha cô chú anh chị. Dán lông luôn nha. Dạ, đang đi tuột rất là mạnh luôn nha cô chú. Thân lát khéo cây lắm luôn ạ. Đế thì nó gom cái đế lại nhìn ngực lắm nha cô chú. Rồi em xin số đó nha. Cũ là 38. Dạ. Thân là 16. Dạ. Chiều cao là 72. Tán ngang là 59. Cây cúc thọ hương này mã số 24H giao lưu là 1,7 triệu. Dạ 1,7 triệu nha mấy cô chú. Tàn thì ấm tàn ha. Thân lắc ở đây cái chỗ này đang cái nụ rất là mạnh luôn ấy nha quý cô chú anh chị. Rồi em đổi nha. Dạ mã số 25H là cũng là một cây cúc thọ hương. Em này phun khá là cao ấy cô chú anh chị mà tàn cao ấm nha. Cái củ nó cũng đẹp nha. Hàng già mùa con tàn lại ha cô chú anh chị. Đang đi cơ đọt rất là mạnh luôn quý cô chú. Cái hoành nó bự. Dạ. Yeah. Cây này mỗi một đầu cành mình ghép hai bo tàn kính nha quý cô chú. Thân lắc mà cây này đế nôm mà nó gom đế lại luôn á cô chú anh chị. Cọng rễ rất là to luôn nha. Dạ. Ở trên này nó có vết thẹo mà đã xử lý và đang cái nhựa mạnh này nha cô chú. Rồi em xin số đo luôn ha. Mình cũ là tới 74. Dạ. Mình thân ở đây là 28. Dạ rồi. Chiều cao là 124. Tán ngang là 72. Cây thọ hương này mã số 25H giao lưu là 4,2 triệu. Dạ 4,2 triệu mã số 25H hàng già mùa con tàn mà đế đẹp luôn quý cô chú anh chị. Dạ rồi
Cây này cũng là cây cứu clip của anh, của em. Kính chúc cô chú anh chị xem vui, xem clip vui. Dạ, rồi mình chọn được cây ưng ý luôn cô chú anh chị ha. Em xin chào, hẹn gặp lại quý cô chú anh chị ở những clip chia sẻ tiếp theo tại vườn mai của chị Huyền nha cô chú. Dạ, rồi em xin chào, kết thúc clip tại đây luôn ạ.